Con ơi, lấy cái rổ về hái quả mướp đi bán nhỉ? Nhiều lắm. Đi kéo về cắt đây. Thôi gọi là rổ về thế. Đi lấy gùi đấy. Làm thế nó đứt đi thì gãy à? Thôi hết rồi. Thank you.
đủ đầy vui. Hấp lại chưa con ơi? Hả? Hấp lại chưa? Hấp lại xong. Còn một tí nữa ở đây. Hấp lại rồi. Hấp lại á? Vâng. Ui, đầy hết rồi. Nhiều người con hái còn chưa hết. Đây rồi. Có hai quả bé thế. Để hết. Có hai quả bé thế. Hai đi nhiều lắm. Đấy, ra kêu ra kia đi. Ở nhà mẹ đi và cả mướp đi chợ nhé. Vâng, về nhà nhé. Ngoài nhé, kỷ niệm mua bánh trứng. Ngoại nhà nhá, đi đâu nhá. Bye.
Anh làm bố rồi. Làm bố rồi. Yeah.
cái tiền muốn
Con vừa cho lợn ăn á. Giỏi thế á. Cái này mua bánh rán cho con đây. Phải ngon lắm. Ngon thế á. Giỏi thế. Dược quét tại nhà đó. Cái làm việc giỏi thế. Hôm nào thế hôm nào con lại đi bắt cá xem có được không. Được nghỉ hè nhà sự vui vẻ vui không? Vui lắm. Ăn đi nhé. Chú á? Chú không biết. Con nhờ chú làm á? Con bé rồi. Chú đi kiếm tiền cho em bé. Nhớ chứ. Cứ giống như anh ấy. Cứ giống như anh nhờ bố ấy nhờ. Để ăn bánh thôi. Để ăn. Để ăn. Để ăn. Để ăn.